Và cuộc đời mình á, bất kỳ ai trong cuộc đời mình các anh chị, từ trước đến giờ xưa nay, phần lớn đều bị giới hạn trong một cái ranh giới an toàn này. Đó là sự bất toàn, đó là những cái giới hạn, những rào cản, cái vùng thoải mái không ai dám bứt phá ra khỏi ra ngoài. Cho đến khi có một cái từ, đó là dám thay đổi, dám vượt ra, dám thay đổi làm những cái thứ khác mà xưa nay mình chưa bao giờ làm. Cho nên người ta có cái câu là muốn có những thứ chưa từng có thì hãy làm những thứ chưa từng làm, là như vậy anh chị. Vậy thì cái nhiệm vụ của mình bây giờ, vậy thì để làm sao, bây giờ câu hỏi cuối cùng để hỏi là làm sao để có thể mình thoát ra khỏi cái mớ bồng bông đó, cái vòng luẩn quẩn đó, cái ma trận đó đây. Làm sao đây các anh chị? Bao nhiêu các anh chị muốn biết làm sao, bật mí như thế nào? Các anh chị gõ cái chữ là bật mí đi. Các anh chị gõ chữ bật mí. À, gõ chữ bật mí. Mình sẽ bật mí cho các anh chị cái cách để các anh chị thoát ra khỏi cái vùng an toàn đó. Cái khúc này quan trọng nha. Và mình hy vọng rằng là cái bài chia sẻ này của mình trên kênh Người Dẫn Đường Thành Tụy, những anh em bạn trẻ nếu thực sự thấy điều này có ích cho mình và có ích cho rất nhiều bạn trẻ, bạn bè của mình, thì hãy share cái video này. Việc đầu tiên các anh chị ha. Việc đầu tiên các anh chị phải đi tìm cho mình một nơi vắng vẻ. Đi tìm cho mình một nơi vắng vẻ. Mình trốn đi đâu các anh chị? Một ngày trời mình tìm một nơi vắng vẻ, mình thinh lặng, mình ngồi, lúc đó chỉ có mình và mình thôi, tức là chỉ có ta và ta thôi. Thật thinh lặng. Ví dụ nè, anh chị có thể lên Đà Lạt, rừng thông, hay là đi ra Vũng Tàu một bãi biển hay cái gì đó các anh chị. Một nơi thật thinh lặng, lúc đó chỉ còn ta và ta thôi. Hãy nhắm mắt lại các anh chị. Nhắm mắt lại và bắt đầu mình dùng cái trí quan sát của mình. Mình đi tìm vào trong chính con người của mình. Phần lớn là bây giờ mình toàn nhìn ra bên ngoài, mình quan sát bên ngoài thôi. Mà mình không bao giờ mình đi tìm lại trong chính con người mình. Chỉ có khi nhắm mắt các anh chị mới quan sát được bên trong con người của mình nè. Và hãy hỏi trong tâm trí mình rằng là tôi đang thực sự sống cho ước mơ của ai? Các anh chị phải đặt được câu hỏi này. Tôi đang sống cho ước mơ của ai? Của tôi hay là của bố mẹ tôi? Hay là của sếp tôi? Hay là của anh chị tôi? Hay là của bạn bè tôi? Hay là của vợ tôi? Hay là của chồng tôi? Hãy tự hỏi cho mình, tôi đang sống cái gì? Tôi đang sống cho ước mơ của ai? Khi các anh chị sống cho ước mơ của ai, dám chắc các anh chị luôn là các anh chị sẽ không bao giờ mình đạt được tới cái mục tiêu trong đời của mình. Bởi vì nó không có động lực. Nó không có động lực để đạt được điều đó. Câu hỏi tiếp theo, các anh chị hãy hỏi cho mình rằng là vậy thì cái công việc gì mà tôi đam mê, tôi yêu thích nhất? Mà nếu như không làm cái việc đó thì tôi cảm thấy nó ngứa ngáy trong người. Tôi cảm thấy nó không có happy. À, đúng rồi, từ suy xét bản thân để biết mình đang ở đâu. Và khi mình đặt những câu hỏi đó, mình tiếp tục, mình đặt câu hỏi tiếp theo là như vậy thì với những cái ước mơ trong đời của mình như vậy, với những công việc yêu thích của mình, liệu rằng là mình có thể mình vượt qua được những thách thức trong đời hay không? Thách thức đó là gì? Những khó khăn trong đời, chắc chắn làm bất cứ công việc gì nó cũng khó, không bao giờ dễ. Dễ thì ai cũng làm hết rồi. Nó sẽ là những công việc rất khó khăn. Vậy thì mình có dám đương đầu với những thách thức, những khó khăn đó để vượt qua không? Mình có dám trả giá cho mình từ 2 năm, 3 năm để mình đạt được những thứ đó không? Ngày hôm nay của mình đang ngồi nói chuyện với các anh chị, mình đã trả giá cho mình 5 năm trời các anh chị để mình ngồi nói chuyện với các anh chị. Thì mình phải hỏi mình liệu rằng mình có dám trả cho mình một cái giá như vậy hay không? Khi mình dám trả cho mình một cái giá như vậy thì kèm theo đó là sự hy sinh. Mình liệu rằng là mình có hy sinh để mỗi ngày mình cầm trên tay một cuốn sách để mình đọc hay không? Liệu rằng là mình có dám hy sinh để mình từ chối những lời đề nghị nhậu nhẹt của bạn bè không?
liệu rằng mình có dám hy sinh từ chối những cái cuộc đi chơi vô bổ, nó không mang lại một cái lợi ích phục vụ mục đích của mình hay không? Hàng loạt những sự hy sinh, không có thành công nào mà không có sự hy sinh, các anh chị. Muốn bước ra khỏi cái vùng an toàn đó, muốn bước ra khỏi cái ma trận đó, muốn bước ra khỏi những cái vòng luẩn quẩn đó, buộc các anh chị phải có một cái năng lượng thật lớn để mình bước ra khỏi cái đó. Thậm chí các anh chị thấy cái tivi sau lưng mình đó, phần lớn là mình không bao giờ mình coi, các anh chị. Phần lớn là mình không coi. Chỉ có khi nào mà cuối tuần mà có trận Manchester United thì mình mới coi thôi. Thì mình là fan của Manchester United, nhưng mà thời gian vừa rồi nó đá dở quá cho nên bực mình cũng không coi. Bực mình cũng không coi. Nó phải tự hỏi cho mình rất nhiều những cái hy sinh trong đời của mình, anh chị. Thành công nào cũng có bóng dáng cái sự hy sinh đó. Các anh chị thấy những diễn viên điện ảnh nè, những cái ca sĩ mà mình nhìn mình thấy họ nhận được cái thù lao, cái cachet rất là lớn. Mình hay có khuynh hướng mình nói ồ cái ông này ông hát một bài được bao nhiêu đi tiền, rồi diễn viên này đóng bộ phim này được bao nhiêu tiền, quá trời tiền đâu, đâu có làm gì nhiều đâu. Nhưng mà thực sự các anh chị mình đâu có biết rằng là họ phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, bao nhiêu công sức luyện tập cho một bài hát. Để họ hát được một bài hát thành công, các anh chị biết là họ hát bao nhiêu lần không? Mấy chục cả trăm lần cái bài hát đó, các anh chị. Mình đã từng hát trong phòng thu rồi mình biết. À, không hề thành công, không hề có cái chuyện là có bóng dáng của những người lười biếng trong đó, các anh chị. Giảm trả cho mình một cái giá để mình đạt được cái điều mà mình mong muốn. Phải ngồi cái đó các anh chị, ngồi thinh lặng. Chỉ có những lúc thinh lặng là mình mới nhìn được con người mình bên trong thôi, còn không là khó lắm. Rồi, đó là cái vấn đề mình ngồi lại, mình làm việc lại cái bộ nhớ của mình các anh chị, hay cài đặt lại hệ điều hành này, tái cấu trúc định hình lại chính con người của mình. À, có thể là trong cuộc đời một số anh em đang bị vướng một cái, đó là một cái nếp nó được hình thành trong quá trình từ bé đến lớn của mình mà mình không thoát ra được. Mình không thoát ra được. Thì mình phải tái cấu trúc lại điều đó. Tái cấu trúc lại làm sao? Bây giờ mình ví dụ nè. Trước đây có một bạn là học viên của mình, thì trong lớp bạn chia sẻ rằng là từ bé đến lớn bạn được cài đặt trong đầu rằng cha mẹ cứ nói rằng là mày không làm gì được đâu. Cái tướng mày là không làm gì được đâu. À, mày im im, mày khờ khờ như vậy là tướng mày không làm gì được đâu. Có không anh chị? Có bao giờ mình bị cha mẹ mình nói với mình câu đó không? Thành thật với nhau đi. À, thành thật đi anh chị. Có đó nha. Bản thân mình cũng có đây nè, các anh chị. Bản thân mình cũng có đây nè. Bây giờ mình chia sẻ với các anh chị cái câu chuyện mình giúp cho bạn đó tái cấu trúc định hình lại cái này của mình như thế nào. Và bản thân mình cũng tái cấu trúc định hình lại. Mình nói rằng là mình hãy cài đặt trong đây mình. Mình nói là chính vì cái việc mình không nói gì, mình khờ khờ như vậy, nhưng đó là lúc mình quan sát để làm chi? Để mình học hỏi cái cách người thành công họ đi như thế nào. Bây giờ mới lúc là mình bắt đầu đi đây nè. Tái cấu trúc định hình đó lại. Từ những cái chuyện tiêu cực nó biến thành cái tích cực. Anh chị. À, ngày xưa khi mà mình đã được cài đặt cái điều đó. Từ bé mình, chính mình đã được cài đặt cái điều đó rồi. Mình tái cấu trúc định hình đó lại luôn anh chị. Mình nói rằng là mình phải là người trong gia tộc. Mình phải là người mang tiếng thơm lại cho gia đình. Mình tái cấu trúc định hình lại của mình cũng vậy. À, uy tín kênh bác sĩ nhà đất, tên tuổi Phạm Quốc Lâm phải là một niềm tự hào của chính gia đình mình. Mình tái cấu trúc lại luôn. Và khi đó các anh chị, một cái nguồn năng lượng thật lớn bắt đầu nó vận hành trong chính con người của mình. Và nó làm cho con người mình bắt đầu sao? Thay đổi. Và nó dẫn cho mình đi đến từng bước, từng bước một mình hoàn thành những cái mục tiêu trong đời của mình. Người ta nói thành công là một hành trình chứ không phải là đích đến. Trong cái hành trình đi đến cái đích đến đó, nó có những cái
gian nan vất vả, mình vượt qua từng cái một thì mình mới tiến tới được cái sự thành công đó. Rồi tái xong mà về ngồi đó cũng không ra kết quả đâu anh chị ơi, không ra kết quả đâu, hành động thôi. Vậy thì hành động như thế nào? Bây giờ hành động anh chị, hành động mình bắt đầu, đầu tiên mình hãy đi tìm cho mình những idol. Idol là gì? Tức là cái modeling, tức là những cái người mà mình cảm thấy họ là thần tượng của mình. Mình đi tìm họ, mình học họ các anh chị. À, có một câu chuyện, có một bạn nó rất là hay. Bạn đi làm công ăn lương thôi, nhưng mỗi tháng bạn dành ra 10% cái lương của mình, bỏ ống heo, và tới một ngày nào đó bạn lấy cái tiền đó ra, bạn đi bạn mời cái người idol của mình một buổi cà phê, à, để học hỏi. Thì cái người idol đó họ nhìn thấy bạn này đi làm công ăn lương, đâu có tiền đâu mà mời mình đi tới một cái quán cà phê quá sang trọng. Thì người đó mới nói thôi để anh trả tiền thôi. Nhưng khi đó bạn đã đứng lên nói rằng là anh cho phép em được trả tiền, bởi vì đây là tiền tích lũy của em dành cho việc phát triển bản thân, mở rộng mối quan hệ. Bạn trả tiền cái chầu cà phê đó, thì lập tức cái người đó họ nói rằng là em là một người rất có chí khí, một người rất mạnh mẽ, có bản lĩnh. Được rồi, em đi theo anh sẽ hướng dẫn cho em cái cách để làm sao em làm. Đó là một câu chuyện các anh chị. Mình gợi ý thêm cho các anh chị, hãy đi tìm cho mình những idol, cái người mà thực sự họ giỏi, để mình theo mình học hỏi. Hãy đi giao du với những người họ đang làm kinh doanh, hoặc họ đang làm cái ngành nghề gì mà các anh chị đang đeo đuổi. Người ta nói là ngu tầm ngu, mã tầm mã các anh chị. Hôm nay, sáng nay mình chia sẻ lại một cái hình ảnh. Cách đây 4 năm, mình đã có dịp mình ngồi với diễn giả Quách Tuấn Khanh ở Cần Thơ. Đó là trong một cái chuyến đi công tác. Mình lúc đó thì thực ra thì mình cũng chưa hề biết cái môi trường đào tạo như thế nào anh chị. Mình chưa hề biết môi trường như thế nào. Thì trong lần đó có dịp thì mình gặp anh Quách Tuấn Khanh, mình ngồi ánh sáng với anh và ngồi nói chuyện với anh. Thì mình mới biết là anh là diễn giả thôi, mình không biết là anh diễn giả chương trình gì luôn. Thì qua cuộc nói chuyện đó, mình nói chuyện rồi mình bắt đầu mình dự một cái chương trình của anh ở dưới Cần Thơ về một cái dự án ở Nha Trang. Thì đó mình dự rồi, sau đó mình ngồi mình chụp hình với anh một tấm hình và mình post lên Facebook vậy thôi các anh chị. Bây giờ vô tình hôm nay Facebook nhắc lại 4 năm về trước mình đã ngồi với anh rồi. Thì hóa ra bây giờ mình cũng trở thành một người đào tạo như anh. Đấy các anh chị thấy không? Một luật hấp dẫn nó sẽ hút nhau. Hãy đi tìm những người làm những ngành nghề nào mình yêu thích và giao du để học hỏi họ một điều gì đó. Các anh chị ha, hành động đó. Rồi, ông bà mình nói phi thương thì sẽ bất phú. Anh chị nào đang đi làm công hay là đang ngồi trên ghế giảng đường đại học thì hãy cho mình một hoạch định rõ ràng trong tương lai. Mình đi làm gì và sau đó bao nhiêu năm mình phải bước ra ngoài mình kinh doanh. Thì hãy đi học những cái lớp miễn phí về kinh doanh. Nếu như mình chưa có tài chính, hãy đi học những cái đó. Lên trên YouTube rất nhiều những anh chị chia sẻ về kiến thức về kinh doanh. Hãy ám ảnh những cái đó trong cuộc đời mình đi. Rồi nó sẽ dẫn đường cho các anh chị đi. À, cứ đi tìm tới những lớp miễn phí như vậy để mình học các anh chị. Và cái môi trường mà mình đang đi làm công ăn lương, mình đừng quá hời hợt môi trường đó. Đừng nghĩ rằng là môi trường làm công ăn lương đó là môi trường để mình làm giàu. Nó không có làm giàu được anh chị. Chính bản thân mình ngày xưa các anh chị, thời đó không ai dạy cho mình hết. Mình đi làm mình cứ chăm chăm, bao giờ không biết bao giờ mới được tăng lương. Cứ tập trung vô cái chuyện đi tăng lương không, mà không tập trung vô nhìn coi doanh nghiệp người ta phát triển như thế nào. Mình học được người ta như cái điều đó thì lại không làm. Cứ tối ngày mình cứ tập trung, không biết là 3 tháng sau, 2 tháng sau mình có được lên lương không. Mình làm hì hục cố gắng để làm sao sếp cất nhắc mình lên lương. Hồi lúc mình mới ra trường mình đi làm thiết kế đó các anh chị, mình có tư duy như vậy đó. Không ai dạy cho mình điều đó hết. Mình thấy tiếc cái khoảng thời gian đó của mình vô cùng các anh chị, rất là tiếc. Đó là bây giờ là mình cảm thấy vô cùng là tiếc nuối. Nhưng mà đó là bài học dành cho những anh em bạn trẻ nha.
nếu đang đi làm công thì hãy tận tâm tận lực làm việc để mình học hỏi ở họ một điều gì đó. Và một ngày nào đó nếu mình rời khỏi cái nơi đó thì họ chính là những người rất hoan nghênh mình, họ giữ được cái mối liên hệ của mình. Và sau này biết đâu khi trong quá trình mình đi kinh doanh mình làm cái gì đó, họ sẽ giúp cho mình một cái điều gì đó làm sao. Cuộc đời đó hay lắm các anh chị ha, rất là hay. Rồi, bây giờ bước tiếp theo, hành động gì nữa đây? Nếu anh chị nào bắt đầu đã đủ cho mình một cái số vốn nhất định nhỏ nhỏ để có thể khởi nghiệp được, thì hãy bắt đầu sau khi một khoảng thời gian học kinh doanh rồi, có kiến thức kinh doanh rồi, bắt đầu đi ra khởi nghiệp kinh doanh từ những cái nhỏ 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 nhỏ, để sao mình có cái dòng tiền nó thực sự là dồi dào, thực sự dồi dào. Nhưng trong giai đoạn khởi nghiệp đó, các anh chị tuyệt đối, anh chị ha, tuyệt đối dòng tiền mình phải luôn luôn là dương, không được phép âm. Thực tế và trở nên thực dụng như vậy luôn các anh chị. Cái mình hôm nay cái điện thoại kia của mình nó đâu mất tiêu rồi, để mình cho các anh chị xem. Khởi nghiệp làm YouTube của mình đó, lúc mình làm YouTube các anh chị, mình chỉ có một cái điện thoại á, Note 4 mà cái lưng đằng sau nó bể nát luôn các anh chị. Cái điện thoại mà trong nhà mình dục đi luôn. Mình dùng chính cái điện thoại đó mình đi quay phim, mình làm video các anh chị. Mình không có cầu toàn đến mức độ là mình phải bỏ ra 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu để mình mua những cái máy xịn đâu. Không có. Mình dùng tất cả những gì mình tận dụng được. Mình không có bung tiền ra để mình mua cái chuyện đó. Bởi vì đó không phải là cái mà mình đang hướng tới. Cái mình đang hướng tới là cái chất lượng nội dung video mình làm cái gì trong đó. Mình thấy nhiều anh em bạn trẻ ra bây giờ khởi nghiệp, ra đi cũng đi làm YouTube bên bên, sắm sửa đồ hoành tráng mấy chục triệu mà không làm ra đồng nào hết. Thì cái đó cái là mình đang đốt tiền. Thực ra khởi nghiệp là mình kiếm tiền chứ không phải là mình đốt tiền. Những bạn đó đang đi đốt tiền các anh chị. Mình thấy nó nghịch lý như vậy. Tuyệt đối không bao giờ để cho cái dòng tiền mình nó âm. Phải dương dù chỉ là 1.000 đồng các anh chị. Các anh chị nhớ cái điều này nhé. Đây là tại sao mình nói với các anh chị điều đó. Bởi vì mình đã sắp mặt cái chuyện này rồi. Năm 2005 khi mà mình lập doanh nghiệp, không có một kiến thức gì về kinh doanh, cũng bày đặt đi ra kinh doanh. Để rồi té sấp mặt mới ngộ ra một cái điều rằng là mình chỉ lấy cái chuyên môn của mình ra để mình đi làm kinh doanh, chứ mình không hề có một kiến thức kinh doanh gì cả. Cho nên mới sấp mặt như vậy. Cho nên đó là một cái bài học, một bài học rất lớn mà dành cho tất cả anh chị nào đang trong giai đoạn khởi nghiệp. Hãy nhớ cái điều này, đừng bao giờ tiêu tiền, đốt tiền, mà hãy kiếm ra tiền các anh chị. Cho nên là cái hè này các anh chị ha, hè này là khi mà mọi người nghỉ hè, tập trung có người cho con đi học hè ở trong những cái trường học, thì mình nói không, mình để cái mùa hè đó thực sự là mùa hè cho con mình. Và mình không cho con mình học toán lý hóa gì cả, học hè gì trong trường. Bao nhiêu tháng học như vậy là quá đủ rồi. Hè bắt đầu mình tập trung cho con mình đi học những cái khóa học. Mà một khóa học như vậy, 3 ngày mình đóng 10 mấy triệu để cho con mình đi học. Từ những người chuyên gia nước ngoài cho con mình đi học cái lớp là thiếu niên xuất chúng, để cho nó cài đặt lại tư duy. Bởi vì kỹ năng nó vô cùng quan trọng để phát triển một con người. Nhiều khi mình có thể là mình chia sẻ với các anh chị điều này, nhưng ở một góc độ nào đó thì nó cần phải có những người thầy khác dạy nó thì nó sẽ tốt hơn anh chị ạ. Và hãy cho phép con mình trong mùa hè này được học những kỹ năng các anh chị. Đừng cho nó học toán lý hóa nha các anh chị ha. Trong mùa hè này hãy cho nó học kỹ năng, những cái gì mà nó giúp cho nó sau này nó dễ đạt đến sự thành công. Người thành công là họ giỏi, họ rất giỏi về kỹ năng các anh chị. Rất mong là cái bài chia sẻ này sẽ là giúp cho các anh chị có thêm một góc nhìn, có thêm một giải pháp là để mình thoát ra khỏi cái ma trận mà từ bấy lâu nay vô tình mình đã bị vướng vào mà mình không có đường thoát ra. Rồi, bye bye các anh chị, hẹn gặp lại các anh chị ở những chương trình sau nha.